Cô xin lỗi Linh, bởi vì hôm nay cô nhìn nhầm lịch, thế là cô vừa đi ra chợ về. I'm ok. Nào, hôm trước chúng ta đã học đến đâu rồi nhỉ? Thứ tư, bài tập về nhà cô Biết cho là viết câu. Rồi, ok. Viết câu. Cô có xem thấy bài tập về nhà Linh viết rồi này. Trong đây có những cái câu nào khó hơn, tức là những cái câu mà cảm thấy khó lắm không? Từ câu 1 đến câu 5 thì câu nào cảm thấy Linh cảm thấy khó nhất nào? Không một Rồi. Vừa mở cái đó. đèn. Wow. Rồi ta, đây rồi. Thế hôm nay đã cập nhật lịch thì không biết là ở chỗ Linh đã thông báo lịch học tuần tới là đi học chưa? Hay là vẫn ở nhà, học online? À, thế Điện đã đi học lại chưa hay là học vẫn học ở trên online? Trên Zoom với các cô. Online. Ồ, vẫn học online à? Ok. Thế thì cũng lâu không gặp các bạn cũng chán nhỉ. Cô thấy học mãi online mà lâu quá không gặp các bạn cũng thấy rất là nhớ. Ok. Thấy màn hình của cô chưa? Thấy chưa nhỉ? Rồi cô sẽ mở lại cái phần bên lại câu. Rồi, thế đầu tiên thì ghi cho cô thử ngày tháng nào. What is the date today? Today is on Friday, Yeah, it's on the Friday. 26th of February 10, 2021. Ok. Bên lại câu. Lại câu là nằm sau cái phần ôn tập thì đúng không? Cô đang mở lại câu chút. Rồi, viết lại câu đây rồi. Viết lại câu. Rồi, bây giờ Linh đã nhìn thấy đề của cô chưa? Nhìn thấy cái phần chúng ta cái đề chưa? Từ câu 1 đến câu 5. Câu 1 thì chúng ta chữa rồi. Câu 2 rồi. Câu 3 rồi. Câu 4. Câu 4 này. À, câu 4. À, câu 4. Câu 4 chúng ta chữa chưa? Câu 4. Chưa rồi, câu 5. Câu 5 chưa đúng không? Câu 5 chưa. Câu 5 nào. Tom drives to work every morning. Và Linh viết lại đó là Tom. À, travel to work every day by car. Được, by car, yes.
Chúng ta hiểu ở đây đấy là drive có nghĩa là by car. Cũng tương tự với câu nào nhỉ? Câu số số 3, đúng không? Đúng không? Chính xác. Câu số 3. Nào, câu số 1 nào. Câu số 1 đọc cho cô và dịch nào. Okay. Can you read and translate it into Vietnamese? Number 1. There are 4 people in her family. Oh, okay. Đã biết lại. Her family has 4 people. Good job. Okay. Number 2. Number 2 cũng đúng này. My house is behind. Hotel is in front of my house. Go. Câu số 3. Câu số 3. Yeah, your class has 25 students. Yeah. Are there 25 students in your class? Đúng rồi. Câu số 4. Câu số 4 mà. He goes to work at 7:15. He goes to work at 7:15. Thế. Đấy là 7:15. Đấy là 7:15. Thì bây giờ chúng ta có một cái cách khác, đó là nói về 7 giờ kém. Chúng ta nói như nào nhỉ? Đó là 15 to 7. Được chưa? 15 to 7 có nghĩa là 7 giờ kém, mà 15 past 7 có nghĩa là 7:15. Được chưa? Rồi, cái phần này chúng ta đã có học qua cái phần nghe. Ok, câu 3 xong này, câu 4 nào. Câu 4. À, câu 4 xong rồi. The door is to the right of the bakery. The bakery is to the left of the drugstore. Này, we pronounce bakery. Bakery. Drugstore. Drugstore. What is the meaning of drugstore? Hiệu thuốc. Exactly. Yeah, exactly. Bởi vì hiệu thuốc thì nằm bên phải của bakery, có nghĩa là bakery, the place where people make cakes. Bakery là hiệu bánh ạ. Rồi, good job. Hiệu bánh. Rồi. Aha, now, chúng ta có cái câu đấy là to the left, to the right, is to the left of the bakery. Chúng ta cũng có thể sử dụng là is on, to cũng có thể sử dụng là on. Nếu như đáp án của Linh là the bakery is to the left of the drugstore cũng được, mà là is on the right of cái gì đấy cũng được, to cũng được mà on cũng được. Ok, câu 5 xong rồi. Nào, bây giờ mình sẽ ôn tiếp cái phần viết lại câu. Viết lại câu. Ở đây chúng ta có 5 câu nữa. Yeah. Thế thì viết lại câu với 5 câu nữa thì Linh sẽ làm cho cô 5 câu này. Sau đó chúng ta chuyển sang phần đặt câu hỏi với tư cái chân nhá. Đặt câu hỏi với nào. Bây giờ từ câu 1 đến câu 5 nào. Chúng ta câu 1. Number 1. Your room is bigger than my room. Okay. Number 2. This house is the oldest in the street. Đúng rồi. Good job. What are number 3? Vinh is shorter than Quang. Chúng ta đọc là đúng không? Có phát âm là thấp đấy, nhưng mà chúng ta sẽ đọc là shorter. Đúng rồi, shorter. Tức là bắn. Bằng chung, đấy là bắn. Nên là short, là thấp. Number 4. No girl in my class is
is faster, faster than her. Thính ra câu hỏi là cô nói là no girl is faster than her in my class, có được không? Được. Được, yeah, được rồi. Câu 5. The Nile River is much longer than the rest rivers. Thế khi nào mà chúng ta dùng khi nào chúng ta dùng more, khi nào chúng ta dùng much? À, nào, cái độ dài á, được chưa? Cái long ấy, cái độ dài, ví dụ như là về thời gian hay là về địa hình ấy, chúng ta không có một là cái từ long, chúng ta so sánh hơn thì chúng ta sẽ chuyển thành longer. Hai đó là much longer, tức là người ta nhấn mạnh là dài hơn, là để nhấn mạnh. Nếu bình thường cô chỉ cần nói là the Lynn River is longer than the Red River is. Đấy. Thế nhưng mà khi chúng ta có much thì có nghĩa là nhấn mạnh, được chưa? Ở đây có nghĩa là không những mà nó dài mà nó còn dài hơn rất nhiều, được chưa nhỉ? Đấy. Thì đấy là cô nói qua thôi. Ok nhá. Mình đã xong phần này. Sang phần đặt câu hỏi cho thầy Trần. Rồi, Linh ghi cho cô cái bài mới. Đặt câu hỏi cho thầy Trần. Rồi. Đặt câu hỏi cho thầy Trần. Cái dạng bài mà đặt câu hỏi cho thầy Trần thì hay gặp trong đề thi. Thế này chúng ta không có mấy, không có nhiều bài tập để nhận câu hỏi cho mình chân nhưng mà chuyển sang Slack á, chuyển sang Word á. Rồi, nhận câu hỏi cho mình chân. Rồi, Linh nhìn thấy slide mới của cô chưa nhỉ? Do you see it? Yes. Yes. À, thế thì bây giờ câu hỏi này thế thì chắc chắn là chúng ta sẽ biết, chúng ta sẽ phải biết là nó có bao nhiêu từ hỏi. Thế thì link lại cho cô. How can you tell me WH questions? How many WH questions that you know? Có bao nhiêu từ hỏi mà chúng ta đã biết và chúng ta sử dụng nhiều. Ví dụ từ để hỏi, ví dụ từ từ nào? What? Thì đó là từ what? Cái gì? Khi nào? Ở đâu? Cái gì? Yeah. Thế thì nó là từ what? Từ gì? Khi nào? Câu hỏi khi nào thì dùng từ đó là từ gì nhỉ? When? Ở đâu? Thì dùng từ đó là where? Đúng rồi. Where? Thế nào? Như thế nào? Thì dùng từ để hỏi là thế nào? Hôm nay bạn như thế nào? How are you today? How are you today? Vậy từ để hỏi sẽ là how. Được chưa? How. Và tiếp theo nào? Từ nữa là bao lâu? Bạn ở đây bao lâu? Bạn ở Huế bao lâu? Bạn sống ở Việt Nam bao lâu? Thì mình có từ thì từ hỏi gì nhỉ? Trong thì hiện tại hoàn thành ấy. Bạn sống ở đây bao lâu? Have you? How long? How long, chính xác, how long? Bạn cao như thế nào? Bạn cao như thế nào? How gì? How cao, cao nào, cao trong tiếng Anh. How tall, đúng rồi. À, bạn how tall này. Bạn thích cái nào? Bạn thích cái nào?
Which among, which among. Cái cặp sách này là của ai? Nào, tính từ sở hữu nhé. Cái từ để hỏi về cái sở hữu của ai đó. Cái cặp sách này của ai? Linh đã học về mệnh đề quan hệ chưa nhỉ? Rồi. Thế cái từ mà để hỏi ai là bạn là ai thì người ta hỏi từ gì? You. Who are you? Đúng rồi. Cái cặp sách này của ai thì người ta dùng từ hỏi là gì? Cũng có họ, họ hàng với who đấy nhưng mà là gì? Who's. Đúng rồi, who, chính xác. Vậy thì chung quy ba chúng ta có khoảng 9 hoặc là 10. 9 đến 10 từ để hỏi và nó còn phát sinh nữa. Như vậy chúng ta có 9. Bây giờ Linh bằng trí nhớ, Linh sẽ viết hết tất cả các từ để hỏi ra, sau đấy thì Linh sẽ đọc lại cho cô nhé. Đấy, là Linh liệt kê hết tất cả các 9 cái từ để hỏi đấy. Được chưa? Và sau đấy thì chúng ta sẽ hỏi lại nhau. Rồi Linh viết đi. It's time to write down. Viết xong đã. Em done. All right. Now, tell me. Now, can you repeat over the questions? Đầu tiên đó là what? 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 What are you doing? Cô bảo Linh là đọc lại những cái từ để hỏi đấy. 9 từ ta vừa nói vừa nãy ấy. Bây giờ Linh giải đọc. Linh đọc lại cho cô 9 từ đấy. Linh vừa viết xuống 9 từ đấy rồi, cho nên bây giờ Linh sẽ giúp cô đọc lại 9 từ đấy để cô xem Linh nhớ được những từ nào. Được chưa? Nào, từ đầu tiên là từ what? Thứ hai là từ gì? What, who, where, how, how long, who, when. Gì nữa? Bao lâu? How long? Ok. Cao như thế nào? How old? Không. Cao như thế nào? How tall? Được chưa? Được chưa? Được. Ở đâu? Ở đâu? Where? Where? Linh biết where chưa nhỉ? Where? Rồi, một từ nữa nó thành 10, đó là why. Tại sao? Why? Ok, rồi bây giờ cô sẽ đọc lại một lần nữa và chúng ta sẽ nhớ nhỉ? What, when, where, why, who, how, how long, how tall, when, đúng nhỉ? Cô đọc lại đúng không? What, when, where, what, when, where, why, how, how long, how tall, which, who's, who. Vậy là 10. Chúng
chúng ta còn nhiều những cái từ khác đúng không? Ví dụ như what time. Đấy. Cô đọc lại 10 cái từ đấy rồi. Rồi, được nhá. Vậy nhớ những cái từ đấy rồi thì bây giờ chúng ta sẽ vào này. Ngoài ra chúng ta còn có cả what time. What time thay cho câu hỏi là thay cho câu hỏi là when, đúng không? Thì chúng ta when do you get up? Ví dụ khi nào bạn thức dậy thì thay vì hỏi thế người ta sẽ hỏi là what time do you get up? Ví dụ như vậy, mấy giờ bạn thức dậy? Đấy, thì đấy là cái cách hỏi. Bây giờ vào đây nào. Nhiều đây thì chúng ta đầu tiên có từ what, từ để hỏi này. Một cái quan trọng, hỏi thì chắc chắn phải có người trả lời. Chúng ta sẽ phải quy đổi. Ví dụ câu hỏi Nhi, câu hỏi Linh đó là what is your name? What is your name? Hay là who are you? Who are you? Bạn là ai? Tôi là một học sinh. I am a student. Vậy cái you làm trong câu hỏi nó sẽ chuyển thành cái ai? Hay người ta hỏi là who are you? Các bạn là ai? Chúng tớ là học sinh. Chúng tớ là chúng tớ là học sinh, chúng tớ là ngôi sao, ví dụ như vậy. Thì người ta sẽ dùng we. Đấy, thì you, what is your name? What is your name? My name is. Đấy, thì nó sẽ thành my. Đúng không? Đấy. Vậy bây giờ Linh sẽ ghi cho cô cái cột này và đánh dấu hai chiều chứ không phải đánh dấu một chiều như này nhá. Đánh dấu hai chiều. Linh sẽ chép cái này. Cái này nó là hai chiều, nó không phải là một chiều đâu. Ôn lại căn chúng ta ôn lại bài bản thì sau này khi mà chúng ta đi làm thì chúng ta sẽ không mắc lại những cái lỗi sai đấy, chúng ta sẽ không mất điểm. Ok. Thì bây giờ nhìn, bây giờ Linh phải nhìn cho cô cái phần đấy là câu số 5 thôi. Bây giờ cái câu số 5 thì chúng ta đã biết đấy là trong câu hỏi và câu phủ định. Câu hỏi và câu phủ định thì chúng ta có sử dụng từ some hay là từ any nhỉ? Yeah. Từ some hay từ any? Trong câu hỏi và câu phủ định ấy. Any. Ừ, đúng rồi. Thế bây giờ thử đặt cho cô một câu nào. Can you make a sentence with Andy? Any a question? Do you have any oranges? Mm. Do you have any what? What? Orange juice. Orange juice. Okay. Orange juice, okay, it's okay. Đó, thế là đấy là any nhá. Thế bây giờ what nào? Câu hỏi là what are you doing? What are you doing? Thì mình sẽ trả lời là tôi đang ăn đi.
Tôi đang ăn. I'm studying. I'm studying. Rồi, tôi I'm đang... eating. Ok, yeah. Rồi, nào lại bổ sung thêm cho cô một cái từ nữa là từ who này. Người mà, ai là người mà mua sách cho mấy cái cuốn sách này cho bạn? Đấy, ai mà là người đưa bạn đến trường? Ví dụ như thế thì who đây chính là cái câu hỏi dành cho Tân ngữ. Rồi, bây giờ Linh nhìn vào đây, Linh nhìn vào cái phần này. Cái từ who này nó phức tạp hơn so với các từ khác, vì nó bị nhầm, hay bị nhầm, các bạn đã bị nhầm từ này. Whom này, whom và whose. Nào, thế từ trước giờ Linh học câu bạn đều quan hệ chưa nhỉ? Mẹ đều quan hệ. Rồi, thế mình biết xác định đâu là chủ ngữ, đâu là động từ và đâu là tân ngữ rồi đúng không? Vâng. Thế bây giờ câu hỏi này, whom trước khi các cô dạy thì sẽ là từ để hỏi dành cho thành phần nào trong ba thành phần chủ ngữ, động từ, tân ngữ? Whom ấy là dùng cho từ để hỏi cho chủ ngữ hay là động từ hay là tân ngữ, nếu mà chúng ta muốn hỏi người ta. Chủ ngữ hay là động từ hay tân ngữ? À, whom là người mà. Tân ngữ. À đúng rồi, tân ngữ. Chính xác. Thế giờ cái ví dụ này, nói cho cô cái ví dụ. Example, I buy him some books. Ok, can you tell me What is object here? What is object? Object nào, object là tân ngữ. Tân ngữ đâu? Tân ngữ của câu này đâu? Tân ngữ đâu? Tân ngữ là him. Tân ngữ là him, chính xác. Bởi vì chỉ khi là him thì chúng ta mới sử dụng từ là whom. Được chưa? Thế nếu mà nó là some books thì câu trả lời, thì câu hỏi nó phải là gì? Some books thì câu hỏi nó phải là gì? Chắc chắn sẽ là anh ấy mua cho anh ấy, bạn mua cho anh ấy cái gì, đúng không? Bạn mua cho anh ấy cái gì thì đấy, some books là tân ngữ đây, thì chúng ta sẽ sử dụng từ để hỏi đấy là từ what hoặc là từ the which, được chưa? Rồi, nào bây giờ thử lấy một ví dụ xem nào. Một ví dụ câu sẽ viết nhé. I teach you some new words. Thế bây giờ cô muốn ra chân đó là từ new. Do you? Nào. Do you? Ở đây, do you là từ gạch chân. Mình đang trong phần đó là đặt câu hỏi cho từ chân mà. Thế bây giờ you là từ gạch chân thì bây giờ mình sẽ đặt câu hỏi như nào? Từ đó đưa mình sẽ đưa 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 đưa. Tương tự với cả who's. Nào, tương tự với cả who's. Của ai? Thì cái thằng này là, cái thằng này nó là từ đó cho cái gì? Của người mà. Mang tính từ, hỏi cho tính từ sở hữu, sở hữu cách hay là đại từ sở hữu. Được chưa? Ok. Ví dụ, đây là ví dụ.
This is her pen. Whose pen is it? Linh thử nhìn vào ví dụ này và Linh thử đặt cho cô một ví dụ xem nào. Nào, nhìn và thử hiểu xem nào. Chắc chắn là whom đã hiểu rồi thì whose không có vấn đề gì là không hiểu. This is a pen. I'm sorry, not a question. It's not a question. Đây là một câu đơn, câu tường thuật thôi, nó không phải câu hỏi. Còn dưới đây mới là một question. Thế cái trên từ đâu là tính từ, this is her pen thì đâu là tính từ sở hữu ở đây? Tính từ... Of course it is. Gì nhỉ? Cái từ gạch chân ấy, underline ấy. Underline word. Đúng rồi. Vậy thì đương nhiên là chúng ta phải sử dụng từ whose. Rút ra cái câu, rút ra cái công thức đó là whose cộng với cái gì? Cộng với gì đấy? Cộng với đồ vật. Cộng với to be. Và cộng với chủ ngữ giả. Được chưa? Ok. Nào bây giờ nhìn xuống đây thì nhìn xuống đây tham khảo và chúng ta sẽ có các loại câu hỏi khác nhau. Ví dụ như trước kia chúng ta có là bạn bao nhiêu tuổi, how old, thì nhìn vào đây chúng ta có rất nhiều các câu hỏi liên quan đến how. Được chưa? Chạy đâu đó từ 5 đến 8. Đấy. Và how long là cái câu hỏi mình quen thuộc, how long này. Và how old là hai cái quen thuộc, số 8 và số 19 là quen thuộc. Và tất cả những cái này từ 10 chạy đến 18, how có một điểm chung, đấy là cộng với loại từ gì? Loại từ gì? Cộng với tính từ ạ. Đúng rồi, cộng tính từ. Thế how mà cộng tính từ thì which, có bao giờ which cộng với tính từ không? Từ để hỏi, which. Có bao giờ which cộng với tính từ không? Có. Linh cho cô một ví dụ xem nào. Thường nói là which cái gì đó, do you like, well, which room, ví dụ chúng ta what là chúng ta có rất nhiều lựa chọn và nó chưa cụ thể, còn which là nó có từ, ví dụ như nó có 5 phòng chẳng hạn, ví dụ chúng ta đi chơi chúng ta có 5 phòng hay là 5 nhóm bạn, thế người ta hỏi là cái nhóm nào mà bạn muốn tham gia, which group do you want to take part in, thì người ta sẽ nói cái này nó phải cộng với một gì nhỉ? Một gì? Group, nhóm cộng với N, tức là cộng với gì? Cộng với gì? Danh từ. Dạ, cộng với danh từ. Hả? Cộng với danh từ. Rồi bây giờ chúng ta luyện tập nhé. Thì chủ yếu là làm bài tập. Nào, và bắt đầu với các câu từ câu 1 đến câu 4 nào. Câu 1 đến câu 4, đầu tiên đấy là xác định từ để hỏi, xong đấy thì mới làm. Và number one. How did she get to school yesterday? Get? Nếu như ở đây, nếu trên đây câu gốc người ta cho là got, thì
Câu của Linh đúng. Nhưng nào, Linh nhìn lại một lần nữa. Cô ghi đáp án của Linh nhé. Ghi đáp án của Linh là how did she get to school, đúng không? Và yesterday mình để nguyên nhé. Cô sẽ chung chấm chấm cho nhanh. Nào, nhìn lại xem có cái gì muốn thay đổi không. Nhìn câu gốc nhé. Chủ yếu là chúng ta phải nhìn động từ. Động từ đây là when. Câu này đúng chưa? How did she get to school yesterday? Em nói thế mà cô. Có nhé. Có chính xác, nhưng mà cô hỏi câu số 1 động từ đâu? Câu số 1 cái câu gốc động từ đâu? Động từ chính ở đây là when. Cái gì là quá khứ của when? À cái gì when là quá khứ của cái gì? Đã đi. Vậy quá khứ của when là gì nhỉ? Quá khứ của when go. Ừ, go. Thế thì trong câu hỏi mình phải ghi gì nào? Trong câu hỏi mình phải ghi là how does she be? Got to school. Go to school. Nào nào, lại nào. How does she be? She. Động từ nguyên thể nào? She go to school. Đúng rồi, go to school nhá. Các bạn có hiểu đấy, nhưng mà làm như vậy thì đi thi vẫn bị sai câu đó, vì câu gốc người ta không cho động từ got. Nếu như câu gốc mà người ta cho động từ là got thì mình là đúng, thì đáp án của Linh là đúng, nhưng mà câu gốc người ta không cho got nên thành sai. Rất tiếc. Được chưa? Ok. Rồi, nhớ chú ý cho cô nhé. Cái này có, cái này là when. Và câu hỏi thì phải để động từ nguyên thể when chuyển thành go sang quá khứ là when. Được chưa? Ok. Tiếp nào. Là một câu giống, một câu tương tự của by, xem nào. By đâu rồi? Cô tự tự bay hết rồi à? Sai không có à? À rồi, câu 11 nào, câu 11 nào, đây rồi. Ok, đi ra mình rồi. Câu 11. Câu 11 ạ? Ừ. How did he travel to Nha Trang? Đúng rồi. Travel như nào? Travel giữ nguyên. Yes, nguyên thể. Ok. Rồi. Nào, thì hôm nay những tất cả những từ mình để hỏi đi, thì khó nhất là từ nào vốn đi? Khó nhất là từ từ đó nào? Tôi để hỏi. Chúng ta còn chưa học hết tất cả các từ để hỏi, mà chúng ta mới chạy hết từ để hỏi từ số 6 đến số 9. Từ hỏi nào, từ để hỏi nào khó nhất? Đấy là how long. Bởi vì how long chúng ta hay liên quan đến thì hiện tại hoàn thành và chúng ta sẽ phải chia. Nhưng how long cũng liên quan đến thì hiện tại đơn. Đó. Hiện tại đơn, tương lai nữa. Nhưng bởi vì nó liên quan thì ví dụ không như cái từ đòi hỏi, ví dụ như how often thì chúng ta thường nào, how often thì chúng ta dùng gì nhỉ? Thì gì? Hiện tại đơn. Nên chưa? Còn how long là chúng ta dùng do 3-4 thì vì đấy. Vì vậy chúng ta phải để ý từ how long nhiều hơn. Hôm nay nhá, hôm nay chúng ta sẽ làm bài tập về nhà của cái phần
Nào, làm từ câu 2 đến câu số 9. Câu 2 đến câu 9 bài tập về nhà. Bài này có dễ với Linh không? Bởi vì cô muốn cho Linh thêm á. Thôi thôi ạ. Thôi thôi á. Ôi thế thì bây giờ, thế thì về nhà làm từ câu 2 đến câu 9. Và cũng tương tự như hôm trước là viết cả câu hỏi và câu trả lời nhá. Yes. Ừ. Nào, nhìn lại xem còn cái gì hỏi cô không. Ở trên không lớp ạ. Ở trên lớp thì mỗi cô này làm có dễ. Trên lớp có dễ. Thế thì chắc là cô sẽ được cho thêm bình thường ạ. Thật ra chúng ta có làm vùng có 30 câu ấy thì Linh cũng làm nhanh thôi. Rồi nhá. Hôm nay cô cho hết tất cả các từ hỏi. Về nhà làm từ câu đấy, hôm sau chúng ta chữa hết, học hết tất cả các từ hỏi và chữa hết tất cả 30 câu. Được chưa? Ok. If you don't have any questions, so it's time to say good night and goodbye. Ok. Yes. Goodbye, Miss Jean. Okay, goodbye. See you next time. Bye-bye.